Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 18 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Tư Đồ Hồng hấp tấp chạy xen giữa vào hai người rồi gào lên bi thiết: "Hai người hãy giết tôi trước đi, tôi không thể nhìn thấy bất cứ một trong hai người phải đổ máu." Hoa Sĩ Kiệt hướng về phía nàng vòng tay thi lễ nói: "Được cô nương yêu gì, tại hạ nguyện khắc cốt ghi tâm. Nhưng đại trưởng phu ân quán phải phân minh, lệnh tồn muốn báo mối thù 70 năm về trước, đây là chuyện rất hợp lý hợp tình." Tư Đồ Hồng rưng rưng nghẹn ngào nói: "Ta không thể nghe, không muốn nghe. Giữa người và người đồng loại với nhau, tại sao chẳng đổi thù thành bạn? Tại sao cứ ghi khắc mãi hận thù? Nếu trên thế gian chuyên chú mãi vào dòng lẫn quẩn của ân quán, nhân quả cứ từng hoàn, biết đến lúc nào mới kết liễu. Sở dĩ ta không muốn học võ công cũng vì thế mà ra. Ta chỉ miễn cưỡng tập tành chút thuật khinh công mà thôi." Hoa Sĩ Kiệt cảm khái tiếp lời nói: "Cô nương nói tuy rất phải, nhưng trên võ lâm rất trọng hai chữ nghĩa và tính. Tại hạ vì chữ ấy, dù trước muôn vạn kẻ thù, dạ chẳng sờn lòng." Chàng thở dài lên một tiếng, ngừng lại trong giây lát, như để chân phân lời sắp thốt ra. Đoạn buồn buồn nói tiếp: "Phương chi tại hạ đã ưng thuận, thay Lang lão tiền bối báo thù, tất nhiên là phải giữ tròn tính ước." Tư Đồ Hồng đôi mắt phụng tròn thao láo, xúc động tột cùng: "Đại hiệp nhất định giết cho được cha tôi sao?" Tư Đồ Hạnh cười to tiếng: "Gã cầm cự nổi với cha 10 chiêu cũng đã khá lắm rồi. Hồng Nhi, tránh ra đi, để cha dẹp bớt hoài phòng của gã lại đó." Hoa Sĩ Kiệt dõng dạc nói: "Tư Đồ cô nương mau lui ra ngoài, chưa chắc tại hạ đã thua xúc lệnh tôn đâu." Tư Đồ Hồng rất mực nhanh ý, qua lời lẽ nàng đã thấu đáo được phần nào tâm địa của đôi bên. Nàng chộp ngay cơ hội rồi buộc thêm: "Hai người đã quyết tâm tỉ thí, chỉ nên điểm trúng là được. Cha lúc nãy đã nói, trong 10 chiêu trở lại, nếu như qua đại hiệp không thua, hai người từ nay sẽ bãi bỏ mọi oán thù, có được không?" Tư Đồ Hạnh ngạo nghễ cười to: "Được, được, cha bằng lòng lời giao kết ấy, chắc gì gã tiếp nổi 10 chiêu của cha." Trong tiếng cười của lão chất chứa đầy sự cao ngạo, chừng như trong vòng 10 chiêu ấy, Hoa Sĩ Kiệt chắc chắn là thảm bại dưới tay của ông ta. Tư Đồ Hồng không khỏi rùng mình sợ sệt, vội tiếp lời nói: "Nhưng cha phải hứa trong vòng 10 chiêu đó, tuyệt không đem độc long trảo ra sử dụng, kỳ dư mọi chiêu thức khác thì cứ tùy nghi." Tư Đồ Hạnh dục ngưng ngay giọng cười rồi gật đầu nói: "Cha chiều theo con, chẳng sử dụng tuyệt học ấy. Nhưng nếu trong vòng 10 chiêu gã bị đã thương hoặc giả là..." Tư Đồ Hồng chẳng đợi cho cha nói hết lời liền la lên: "Cha, cha nhất định đánh chết y sao? Cha chẳng nghĩ đến con ư?" Hoa Sĩ Kiệt đứng im giữa trận không nhịn được, hùng hổ to tiếng nói: "Tư Đồ cô nương nên yên tâm, tại hạ tận lực quyết đấu, chưa chắc đã bại trong tay của lệnh tôn đâu." Chàng ngạo nghễ quay sang Tư Đồ Hạnh nói: "Mời lão tiền bối xuất thủ." Tư Đồ Hạnh sát khí ngời lên ánh mắt, âm trầm rồi cất lời: "Lão phu cùng người địa vị khác nhau, nhường trước ngươi 3 chiêu, không thể trả đòn. Mau công ngay đi." Hoa Sĩ Kiệt cười lạc: "Tại hạ từ khi xuất đạo đến giờ, đã từng qua 100 trận ác đấu, chưa bao giờ ra tay đánh trước ai, luôn luôn giữ đúng tôn chỉ nhà Phật. Người không phạm ta, ta chẳng phạm người. Xin lão tiền bối cứ ra tay trước là hơn." Tư Đồ Hạnh hừ khan một tiếng rồi nói: "Rõ ràng là ranh con ngông cuồng thái quá. Mày muốn lão phù ra tay trước, nhưng mày nhắm chịu nổi một chiêu hay không đây?" Hoa Sĩ Kiệt cũng ngạo nghễ trả lời: "Chưa thể trả lời được, tiền bối cứ ra tay thử 3-4 chiêu cũng chưa chắc đã kém hơn." Tư Đồ Hạnh giận đến xanh cả mặt, lòng lên như hổ đói: "Được, được lắm. Tiểu tử tự muốn chết, đừng trách lão phu sao ra tay độc ác nha." Dứt lời, đề khí vận toàn lực trên đầu, tự dưng từng sợi tóc dựng ngược lên. Chiếc trường bào màu xanh vốn rộng thùng thình cũng phồng căng chân khí. Hai chân đạp đinh tấn, hai tay cung chặt thành quyền, ghìm sẵn thế công, miệng quát to: "Rành con, mày biết chiêu này không?" Hoa Sĩ Kiệt mặt không đổi sắc, nghiêng mắt nhìn sang miệng cười khẩy: "Song quyền lão nguyệt, chiều thuốc tùy chính xác, nhưng khí thế chưa đủ.
nhắm cũng chẳng được bao nhiêu công lực, lão tiền bối cứ tận lực thi thố là hơn. Tư Đồ Hồng lo lắng buộc miệng kêu lên: Hòa đại hiệp không nên xem thường, song quyền lão nguyệt ấy quyền phong tung ra có thể dở đá lệch non đó. Hoa Sĩ Kiệt bật cười khanh khách nói: Tại hạ đã chạm mặt không biết bao nhiêu hào kiệt Trung Nguyên rồi, lẽ đâu lại sợ chiêu song quyền lão nguyệt ấy. Cô nương cứ yên tâm đi. Dứt lời chàng lập tức rót hết sức lực vào song chưởng chuẩn bị phản công. Tư Đồ Hạnh trước tinh thần oai vũ của chàng trai cũng phải âm thầm khen ngợi: Thằng khốn này tuy tuổi nhỏ nhưng dũng khí hào tình như thế quả thật là hiếm có. 70 năm hơn chẳng qua lại Trung Nguyên, không ngờ lại xuất hiện hạng thiếu niên cao thủ như thế này. Ôi biển rộng trần ai, sống sao đùa sống trước. Ta đã già mất rồi. Bỗng chốc ông nghe như mình già thêm mấy tuổi. Một con người đã gần đất xa trời, thế mà ân oán vẫn còn dây dưa chưa kết liễu. Hoa Sĩ Kiệt thấy Tư Đồ Hạnh đã nghiêm sẵn thế công nhưng mãi chưa xuất thủ, bèn nhíu mày thúc giục: Lão tiền bối cứ việc tận lực mà ra tay, tại hạ tin có thể tiếp nổi chiêu ấy. Lời của chàng lập tức khích động lửa hận ở trong lòng Tư Đồ Hạnh ngục sôi trở lại. Lão nghiến răng quát to một tiếng, song quyền đồng thời đảo rút ra. Trận trường bỗng dưng cuồng phong giấy động, cát đá bay mù mịt. Hoa Sĩ Kiệt hú lên một tiếng lanh lảnh, vội chuyển dụng thuật khinh công, thể phụng xung thiên, nhấc người cao hơn ba trượng, xông ra khỏi vòng quyền phong cửa Tư Đồ Hạnh. Nhìn thấy quyền phong của cha mình tựa như sóng thần cuộn bổ đến người yêu, Tư Đồ Hồng lòng kinh mang cơ hồ kêu lên thành tiếng. Chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt nhấc người tránh tuột lên cao, lòng của nàng vô cùng hớn hở, vững tin nơi tài nghệ của người yêu mình. Tư Đồ Hạnh trước khinh công tuyệt xảo của đối phương cũng thầm khen ngợi, vội lắc mình dùng thế cô hạt ma dần lướt lên chặn lại. Hoa Sĩ Kiệt người đang giữa trời đấy, Tư Đồ Hạnh phóng mình đuổi theo, liền nhếch môi cười nhạt: Tại hạ xin hoàn lại một chưởng. Thân ảnh theo lời nói quanh vòng trở lại, hữu quyền nhắm chuẩn vào Tư Đồ Hạnh vật xuống. Ầm! Quyền kình như một tòa núi gió từ trên cao đè ập xuống. Tư Đồ Hạnh mất ngay tốc độ thăng lên, thân hình lập tức sẹt chéo xuống một góc, rồi thở phào một hơi: Ây, chiêu băng quyền trấn sơn hà khá lắm, gió công ranh con dường như giấu kín không lộ đâu. Hoa Sĩ Kiệt cũng xà người đáp xuống ngay trước mặt của Tư Đồ Hạnh cười lạnh lạc: Tiền bối quá khen ngợi. Tư Đồ Hồng mặt qua thêm rạng rỡ, giống thêm tiếng nói sang sảng: Thấy quyền mà nơi giữa chừng qua đại hiệp đánh ra đến mây gió đổi sắc, tên gọi là gì vậy? Hoa Sĩ Kiệt cười khiêm tốn: Cô nương quá khen thôi, chiêu vừa rồi gọi là băng quyền trấn sơn hà là một chiêu tầm thường, người mới luyện võ ai cũng biết mà. Tư Đồ Hạnh hừ to: Rành con đừng có vội đắc ý, hãy nếm một chỉ của lão phu. Lòng trong tiếng quát, tài của hắn nhấc ra trước bốn ngón cụp vào trong, ngón cái chỉ ra ngoài, lắc lư điểm nhẹ vào lồng ngực của Hoa Sĩ Kiệt. Tư Đồ Hồng thấy thế la to lên: Dân ảo chỉ, Hoa đại hiệp tránh mau. Hoa Sĩ Kiệt vội phóng mình xẹt ngang về phía bên trái ba bước, vừa dặn một tiếng xoẹt rít déo qua người, vạt áo dưới nách bị chỉ phong liếng qua, thủng một lỗ khá to. Tư Đồ Hồng hấp tấp lao tới dồn dập hỏi thăm: Có bị thương không? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu cười gượng: Không sao, chỉ bị rách một lỗ nơi vạt áo. Tư Đồ Hồng sắc mặt vẫn còn lo âu nói tiếp: Nếu như dân ảo chỉ sôi trúng vào ngực, đừng nói là thân hình bằng xương bằng thịt, mà cho dù được đúc bằng sắt thép cũng bị xuyên thủng ngay đó. Nàng thở nhẹ một tiếng rồi tiếp lời: Ta đã mục kích tại Độc Long Cốc, cha của ta điểm ra một chỉ vào một cây lớn, mấy người ôm cũng bị xuyên thủng qua tận phía bên kia đó. Hoa Sĩ Kiệt cười to: Chỉ lực của lão tiền bối quả nhiên phi phàm, tại hạ đã thỉnh giáo rồi, giờ đến phiên tại hạ hầu lại một chỉ. Người của chàng đồng thời nhất động, khẽ lắc mình đã đến bên cạnh của đối phương, ngón giữa tay phải chiếu thẳng vào khí hải quyệt nơi ngực của Tư Đồ Hạnh bắn ra một chỉ. Ngọn chỉ kẹp theo một luồng khí kình màu trắng từ đầu ngón tay cuồn cuộn thoát ra càng lúc càng dày. Một vòng chu vi hơn năm trượng bỗng chốc nổi lên một luồng lốc xoáy dị thường, không khí bốn bên chừng như bị hút vào trọng tâm và từ từ ập đến về hướng của Tư Đồ Hạnh. Trước cục diện dữ dằn ấy, Tư Đồ Hạnh tháo mồ hôi hạt và kinh mang ở trong lòng tự nhủ:
Chỉ lực của tên danh này không thua chi dân ảo chỉ của ta. Từ lâu nghe danh Trung Nguyên có một loại thiên cơ chỉ vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ là nó đây sao? Chợt nghe tiếng của Tư Đồ Hồng hốt hoảng kêu lên. Cha, tránh mau, không nên đỡ thẳng ngọn chỉ. Tư Đồ Hạnh càng bị kích động tự ái hừ lên một tiếng. Không lẽ cha lại đi sợ thế chỉ tầm thường ấy sao? Miệng thốt xong rồi, song chưởng đã đẩy hẳn ra đối kháng. Hai luồng kình lực kẹp theo tiếng xé gió rợn người, lập tức tông thẳng vào luồng khí màu trắng. Bằng ầm ầm. Những tiếng nổ dồn dập như trời long đất lở. Hoa Sĩ Kiệt trong âm thanh đì đùng ấy, sắc mặt biến nhanh, thân ảnh chao nghiêng về phía. Chàng giận rống lên, hãy đỡ thêm một chỉ của tại hạ. Cùng với tiếng quát vừa thoát ra, thân hình của chàng phất phơ như một u hồng xẹt nhanh trở lại. Năm ngón tay quặp cong như gấu sắt, cào mạnh trên vai của Tư Đồ Hạnh. Thế trảo đã lạ lùng, lực đạo kình mãnh như sóng bể gặp phong ba, ầm ầm phủ xuống bờ vai của đối thủ. Tư Đồ Hạnh vừa nghe đầu vai đau nhói, sát cơ dục nổi bùng lên. Ông ta gầm lên một tiếng như sư tử rống, tà áo xanh lập tức căng phồng, thân hình rùng thấp hơn phân nửa. Hai tay quấu vào nhau, rồi tống dèo trở ra. Tư Đồ Hồng khiếp hãi rú lên, độc long trảo. Hoa Sĩ Kiệt cũng mặt mày đổi sắc. Lão tiền bối chẳng phải đã hứa là không sử dụng độc long trảo hay sao? Tư Đồ Hạnh cười âm độc. Nhưng giờ đây ta nhận thấy không thể để người sống sót, ranh con, đành số đi. Thế trảo vẫn lừ lừ ập tới mình của chàng. Tư Đồ Hồng hấp tấp gào lên. Cha! Nghe tiếng thét bi thương của đứa con gái, Tư Đồ Hạnh thở dài một tiếng đành thu thế trảo trở về. Hoa Sĩ Kiệt cười khiêu khích. Sao lão không xuống tay? Tại hạ chưa chắc đã sợ đôi vuốt mèo ấy đâu. Tư Đồ Hạnh dẫn đến râu tóc dựng ngược gầm lên như cọp đòi. Tiểu thử chọc giận lão phù chết đi được. Tư Đồ Hồng thấy cha khí giận sung thiên, sợ Hoa Sĩ Kiệt khích thêm vài lời nữa thì chắc cha của nàng sẽ không dung tha cho chàng, vội nũng nịu cất lời. Cha, người lớn không chấp với trẻ nhỏ. Cha tuổi tác chừng ấy, hà tất ganh đua hơn thua với kẻ hậu sinh đáng tuổi con mình. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi cho rồi. Tư Đồ Hạnh thở phào một tiếng như trút bớt tức tối, nhìn Hoa Sĩ Kiệt rồi rít lên. Tiểu tử, thà cho ngươi hai lần, không có lần thứ ba đâu, ngươi liệu đó. Rồi quay sang nói với con gái cưng. Hồng Nhi, chúng ta đi thôi. Hoa Sĩ Kiệt hừ một tiếng rồi đáp ngay. Nếu như trên Lạc Nhạn Phong tại hạ không tìm được lão, thì một năm sau tại hạ cũng đến Độc Long Cốc mà tìm. Tư Đồ Hạnh ngửa cổ cười khanh khách. Được lắm, lão phù sẽ đợi ngươi. Tiếng cười vừa dứt, lão giơ tay sóc lấy Tư Đồ Hồng, lao mình vào không trung như hai đám mây nhạt lúc cao lúc thấp, vài lượt đã mất hút vào trong bóng đêm. Song giọng cười vẫn rền vang, lúc sau thì mới dứt. Đôi mắt nhìn theo bóng cha con của Tư Đồ Hạnh khuất tầm mắt, thù hận yêu thương chan lẫn, lòng ngổn ngang trăm mối. Chàng bất giác ngửa mặt nhìn trời thở dài thường thượng. Lúc ấy vào thượng tuần tháng 9, dần trăng non như chiếc lược ngà cài giữa tóc mây. Hoa Sĩ Kiệt nhìn trăng lấp lánh, nhằm tính thời gian, chỉ còn 3 ngày tới. Đã tới ngày mà Hà Xà tiên tử mở đại hội Thiên Bình Giáo tại Lạc Nhạn Phong. Chàng cần có mặt trong đêm ấy. Chàng tức tốc lắc người thi triển tuyệt học khinh công dung dút lao nhanh về Lạc Nhạn Phong. Đêm đã khuya bốn bề tĩnh mịch trong giấc ngủ muôn loài. Trên quan đạo, từng lọn gió thu hiu hắt, chỉ có tiếng dế nỉ non, từng vạt cỏ gian đường đưa lên. Hoa Sĩ Kiệt gia tăng thêm tốc độ, thân hình như chuỗi lưu tinh lướt trên mặt đường. Vượt qua chừng 7-8 dặm đường, chợt nghe nơi cụm rừng phía trước không xa có tiếng hò hét giao tranh. Chàng vội thu thần pháp, dừng lại nghiêng tai lắng nghe. Cảm thấy tiếng họ hét sát phạt ấy thật là khác thường. Chàng bèn giở thuật lăng không hư độ, bắn mình lên một ngọn cây bên đường, lại mượn sức đàn hồi của ngọn cây, nhảy từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Chẳng mấy chốc sau, chàng đã tiến vào bìa rừng nọ, ẩn mình nhìn xuống. Cảnh tượng ở đó khiến cho chàng nhất thời sững người. Dưới ánh trăng rạng tỏ, chàng thấy nơi rừng có bãi đối thủ đang giao đấu. 4 tên tay đều cầm khí giới đang săn xả và hợp công với một thiếu niên gầy gò
Bên cạnh có hai tên khoanh tay đứng nhìn, lưng quay về hướng Hoa Sĩ Kiệt nên chàng không rõ mặt mũi của tên này. Bốn tên cầm khí giới, tên nào tên ấy dạm dở vô cùng. Tuy y phục khác nhau, song binh khí đều nhất loạt giống nhau. Mỗi tên một thanh chĩa dài, đang nhằm vào các yếu huyệt trên mình của thiếu niên. Chiêu nào xuất ra cũng toàn là độc thủ. Nhìn kỹ rõ mặt mày của bốn gã nọ, Hoa Sĩ Kiệt bất giác rùng mình. Vì tên nào tên ấy mặt xanh mắt lồi, tóc tai phủ mặt, hình dáng nửa người nửa quỷ. Chàng lại nhìn gã thiếu niên dốc dáng mảnh mai như cành liễu trước gió, đầu đội mão công tử, mình khoác áo nho sinh màu xanh. Trên tay không có binh khí, chỉ ôm một cây cổ cầm, thùng cầm dung lên loang loáng, đánh dạt tất cả những mũi chĩa lợi hại của bốn tên kia đâm tới. Chỉ thoáng mắt hai bên đã giao đấu hơn 20 chiêu. Chàng thiếu niên vẫn uy phong lẫm lẫm, không hề tỏ vẻ nao núng. Hoa Sĩ Kiệt ẩn mình kính trên ngọn cây, thấy vậy khen thầm. Võ công của thiếu niên kia quả thật là cao cường, nhưng sao bóng người quen quá, dường như ta đã gặp ở đâu rồi. Trong lúc mọi óc cố nhớ lại, chợt nghe tiếng cầm tinh một tiếng, đã thấy một trong bốn tên kia hự một tiếng rồi ngã nhào xuống. Hoa Sĩ Kiệt càng thêm kinh hãi. Ba tiếng cầm liên tiếp ngân lên, ba gã còn lại như tên trước đều ngã vật ra, giải giụa rên la mấy tiếng mới liệm đi nằm yên, hiển nhiên là đã bị trọng thương cả rồi. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi bàng hoàng, bốn người đánh một quả thật là đáng ghét, nhưng thiếu niên kia biết dùng thủ pháp, liên tiếp đánh trọng thương bốn kẻ. Thanh cổ cầm trên tay của gã thiếu niên hình như có điều gì đó rất cổ quái. Đang lặng người suy nghĩ, chàng chợt thấy một trong hai gã đứng quay lưng về phía chàng khi nãy. Tuy sờ vào đốc kiếm như muốn xông vào trận, lại bất thần có tiếng hô lớn từ ở ngoài rừng vọng vào. Bảo chủ giá lâm! Thanh âm rền vang như chuông đồng, tưởng chừng như cả buổi chưa dứt. Hoa Sĩ Kiệt bàng hoàng, bảo chủ nào đây? Trên giang hồ có tất cả bốn đại bảo, Tây Tạng có ba, chỉ còn một quỷ bảo ở Đông Quan. Vậy tên bảo chủ này là bảo chủ nào? Hoa Sĩ Kiệt phóng mắt theo hướng đó. Đầu tiên thấy xuất hiện bốn tên đồng tử áo màu ngũ sắc. Đi sau là một quái nhân đáng khiếp lùng tịch dị thường. Đầu to cổ, mắt lồi ra. Mũi đỏ hơn táo chín, môi dày cộm thâm đen. Mình khoác áo dài đen quét đất, tuổi độ 60-70. Nhìn chẳng khác gì quỷ dương tái thế, nhưng bước đi của y lại phiêu du như cởi gió nương mây. Hoa Sĩ Kiệt cũng thấy kinh thầm cho thuộc khinh công tuyệt diệu của lão, thật đã đạt đến mức lộ quả thuần thanh rồi. Mắt của chàng vẫn không rời quái nhân. Thấy theo sát sau lưng của lão là ba gã đại hán hộ vệ mặt mày hung dữ. Lão tới giữa rừng thì tên chạm vào chuôi kiếm khi nãy rạp mình bái chào nói: cùng nghìn bảo chủ. Lão quái nhân vội xua tay ra dấu: hiền đệ miễn lễ đi. Qua đó Hoa Sĩ Kiệt nhận ra ngay thân thế của hai người. Theo lời đồn trong thiên hạ, quỷ bảo có nhị sát. Đại sát thân hình lùng thấp, nhưng là tên có võ công tà đạo độc bá giang hồ. Vậy thì lão lùng kia nhất định là quỷ bảo bảo chủ Tống Dực. Chàng đã nghe tên trên giang hồ đồn đại, Xà Hà tiên tử đã liên kết với quỷ bảo nhị sát. Quả nhiên là hai người từ Đồng Quan ngàn dặm tới đây không ngoài mục đích là tham gia hội lạc nhãn phong. Lão quái nhân đưa mắt nhìn bốn kẻ bị thương rồi lạnh lùng hỏi: hiền đệ, kẻ nào đó đã thương bốn đại cao thủ của bảo chủ ta vậy? Chàng thiếu niên lập tức đáp lời: dạy cho bốn kẻ đó một bài học cỏn con, đáng chi mà bảo chủ phải quan tâm. Đôi mắt lão quái như mở rộng hơn mấy lần. Đôi mắt lão vốn đã vừa to vừa lồi, bây giờ trợn tròn lên như vậy, càng kinh khiếp, như hai hòn lục lạc ngời ngời sát quang, chiếu thẳng vào thiếu niên áo xanh nọ. Ánh mắt chàng thiếu niên chạm phải luồng nhãn tuyến ấy, thì hình như khẽ rung động. Chưa dứt tư lự, lão quái nhân chợt hừ một tiếng rồi quát: rành con to gan, dám đánh trọng thương người của quỷ bảo. Người thiếu niên biểu môi khinh miệt: người của quỷ bảo thì sao hả? Lão quái nhân không kềm được thét lên giận dữ: ngông cuồng, cầm miệng lại cho ta. Thiếu niên áo xanh cười dửng dưng nói: bảo chủ, xin hãy sáng suốt một chút đi. Nơi đây lúc này ai cũng có quyền lên tiếng nói chuyện cả. Khu rừng này là của riêng bảo chủ hay sao? Thiếu niên cười khải rồi tiếp lời:
Bảo chủ nên tự trọng. Bảo chủ hình như đã chọn lầm người để tỏ ra oai phong rồi đó. Hoa Sĩ Kiệt núp trên cây nghe lời đối đáp của thiếu niên công tử, không khỏi không phục hào khí của chàng ta. Ít nhì cũng dành cho chàng ta một chút thiện cảm. Vì rằng đồng quan quỷ bảo, võ công cao thâm khó lường, người trên võ lâm nghe tới đều xanh mặt mày e dè. Trên giang hồ còn đồn đại mấy câu dè như thế này: tứ bảo giấy động, võ lâm nghiêng ngửa, mà quỷ bảo đồng quan lại có tiếng tăm nhất trong bọn. Quỷ bảo chủ nghe lời nói của thiếu niên nọ, đùng đùng tức giận, quay sang ra lệnh cho bọn thuộc hạ cao thủ sau lưng: bọn người kẻ nào bắt tên ranh này phân thay cho ta. Sáu tên đồng rạp mình cung kính: tuân lệnh. Cùng lúc sáu tên rút phăng binh khí cầm nơi tay, xông lên một lượt. Hoa Sĩ Kiệt rất bình tĩnh và nghĩ thầm: bọn người quỷ bảo này ỷ đông hiếp cô, thật trái với quy tắc của võ lâm. Đoạn tự như là một cánh đại bàng xé gió, từ trên ngọn cây chàng quăng mình xuống, chặn trước sáu gã đại hán, quỳ nghiêm như thiên tướng, đang chuẩn bị tấn công bất thần, từ trên không giọt xuống một người chặn trước mặt. Sáu tên giật mình không hẹn, mà cùng thối lui ra ba bước. Quỷ bảo thay Hoa Sĩ Kiệt thần pháp nhanh nhẹn như vậy, cũng phải giật mình hoảng hốt, xong lập tức lấy lại được sự bình tĩnh, rồi trừng mắt hét lên: ngươi là ai? Hoa Sĩ Kiệt đứng sững như một cõi đồng, chàng sang sảng cất tiếng: tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt. Quỷ bảo chủ nhân nhíu mày ngạc nhiên: phải chăng người chính là Thất Độc Thần Kiếm Khách? Đúng vậy, Thất Độc Thần Kiếm Khách chính là tại hạ. Cùng với lời đáp, chàng rút thanh bảo kiếm trên mình dung lên chém một tiếng, bãi đạo hào quang dục lóe sáng khắp khu rừng. Sáu tên cao thủ của quỷ bảo mặt thải đều biến sắc, một tên còn kinh hãi la lên: y chính là Thất Độc Kiếm Khách rồi. Vì từ đồng quan đến đây, dọc đường bọn họ nghe không ít lời đồn đãi bàn tán của người trên giang hồ về nhân vật Thất Độc Thần Kiếm Khách tuổi trẻ vừa xuất hiện, cùng những hành vi dị thường của chàng. Bây giờ tự nhiên trên không giọt xuống một người tự xưng là Thất Độc Thần Kiếm Khách bằng xương bằng thịt, bảo sao bọn họ không hoảng sợ cho được. Quỷ bảo chủ nhân sau khi định thần nhìn kỹ, thấy trước mặt chỉ là một thanh niên tuổi độ 20, dáng vẻ thư sinh, liền buông tiếng cười khinh miệt: Thất Độc Thần Kiếm Khách là cái quái gì? Bất quá là một tên chưa sạch nước mũi, đáng để cho ta bận tâm hay sao? Hoa Sĩ Kiệt ngửa cổ cười lớn: Thất Độc Thần Kiếm Khách ta tuy không đáng để cho ngươi bận tâm, song chưa bao giờ làm điều trái với quy tắc của võ lâm. Trước hung bạo cũng không cúi đầu khuất phục đâu. Quỷ bảo bảo chủ hỏi lại ngay: ngươi không vi phạm quy củ võ lâm, không lẽ bảo chủ ta vi phạm sao? Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt: các người sáu người đánh một, sự thật rành rành không phải là ỷ đông hiếp cô, vi phạm quy củ của võ lâm hay sao? Ta thật nhìn không quen mắt đó. Thiếu niên áo xanh từ lúc Hoa Sĩ Kiệt xen vào, đôi mắt cứ nhìn chàng đăm đăm, sắc mặt không ngớt biến đổi. Khi biết chàng là Thất Độc Thần Kiếm Khách, sự thay đổi càng hiện rõ trên khóe mắt bờ môi. Gã đứng xoay lưng về phía Hoa Sĩ Kiệt, vừa lúc rồi mà quỷ bảo chủ nhân gọi là hiền đệ, chợt hoài phát lại dên mặt: các hạ nhìn không quen thì đừng có nhìn, kẻo mang quả vào thân đó. Hoa Sĩ Kiệt dằn giọng: lũ các người cút mau, còn chậm trễ đừng có trách ta. Y ngửa cổ cười gian: danh con, mày ngông cuồng lắm. Đôi tay của y dục thò ra, bàn tay xương sẩu như vuốt quỷ chụp về phía chàng, nhắm vào ba đại huyệt trên ngực. Y xuất chiêu thần tốc mà thủ pháp lại quái đản vô cùng, từ kẻ tay bốc lên một làn khói đen mỏng manh. Thiếu niên áo xanh chợt kêu kinh hãi: đó là độc trảo, thiếu hiệp mau tránh xa. Hoa Sĩ Kiệt lập tức dùng thân pháp độn thân mê tông lắc vai một cái đã biến mất rồi, đáp xuống ngay cạnh chàng thiếu niên. Hoa Sĩ Kiệt vòng tay cảm tạ: đa tạ thiếu hiệp quan tâm chỉ điểm cho. Thiếu niên áo xanh cười mỉm đáp: thật ra vừa rồi thiếu hiệp chỉ cần dẫn khí băng hàn là đã có thể cự lại độc trảo của phó bảo chủ rồi. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói thì rúng động nghĩ thầm: tại sao y biết ta có khí công băng hàn, có thể đương cự với độc trảo? Thật ra y là ai? Đang băn khoăn về lai lịch của thiếu niên nọ thì một luồng kình phong ập tới sau lưng. Hoa Sĩ Kiệt tức tốc quay người lại, ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay theo tiếng quát của chàng lìa ra như ánh chớp,
Quỷ bảo bảo chủ thất thành kêu lên: "Hiền đệ lui lại mau, chớ nên đụng vào lưỡi kiếm trên tay hắn." Phó bảo chủ Trương Quang Hùng đang trên đà lướt tới, nghe tiếng gọi lập tức hồi bộ, bắn mình lùi ra xa hơn 2 trượng. Hòa sĩ Kiệt lưỡi kiếm đã dung lên, sát khí bốc lên đỉnh đầu, đâu có dễ tha cho đối thủ, bèn giọt theo bén gót. Kiếm quang không ngừng bao phủ Thượng Quan Hùng. Tưởng đầu gã phó bảo chủ đã mất mạng với kiếm thất độc, thình lình 6 tên đại hán lúc nãy nhảy ra cứu nguy cho đồng bọn. Hòa sĩ Kiệt hét to một tiếng, tức thì kiếm quang thoáng động. Một tên cao thủ quỷ bảo cả đầu lẫn bên vai bị hất phăng khỏi thân, máu tươi như mưa hồng thấm đất. 5 tên còn lại sững người, mặt như cắt, không còn một giọt máu. Không thể tin được, một cao thủ quỷ bảo chỉ một chiêu đã vong mạng bởi một kẻ trẻ tuổi như vậy. Bảo chủ giận râu ria dựng ngược, thét lên một tiếng như sấm: "Xông lên, các ngươi xông lên mau, trong vòng 3 chiêu phải lấy mạng tên ranh đó cho ta." Theo biết tài nghệ của đối phương cao hơn, song lệnh truyền của chủ nhân vẫn mạnh hơn, cả bọn lại xông vào một lượt. Hòa sĩ Kiệt sát khí ngùn ngụt, trường kiếm trên tay chĩa thẳng vào bảo chủ quỷ bảo rồi quát lớn: "Ta với bọn ngươi không có thâm thù, nhưng ta không vừa mắt lối ỷ đồng hiếp cô của các ngươi. Nếu như các ngươi quyết cùng ta giao tranh, e là không ai sống sót rời khỏi nơi đây." Bảo chủ quỷ bảo cười khèn khẹt: "Con chó này cuồng ngôn quá đỗi. Phó bảo chủ cũng lên đi thôi." Thượng Quan Hồng dằn giọng: "Rành con, nếu ngươi chịu buông kiếm đầu hàng, lão phù sẽ cho ngươi một con đường sống." Bỗng lúc này một giọng của một lão nhân bỗng vang lên: "Nếu bọn quỷ các ngươi định xông lên một lượt nữa, lão phù cũng phải xía vào thôi." Nhờ ánh trăng, Hòa sĩ Kiệt nhận ngay người đó chính là Phong Trần Thúy Khách. Chàng mừng rỡ kêu lên: "Lão tiền bối, không phải đã đến Lạc Nhạn Phong rồi hay sao?" Phong Trần Thúy Khách té miệng cười nói: "Đợi chút nữa nói chuyện sao, để đối phó với lũ quỷ này trước đã." Hòa sĩ Kiệt bật cười: "Lão tiền bối không cần phải nhọc sức, đám quỷ con này giảng bối có thể tự tin đưa chúng về âm ty được." Bị Hòa sĩ Kiệt châm biếm như vậy, 5 cao thủ của quỷ bảo giận tới gần trán nổi dầu lên, đồng loạt xông vào, vũ khí trên tay vũ lộng ập thẳng tới chàng. Hòa sĩ Kiệt ngọn kiếm loang loáng ở trên tay, hào quang tỏa ra xanh biếc một vùng. Một loạt âm thanh sắt thép chạm vào nhau vang lên chát chúa, kèm theo là tiếng rú hải hùng. Một tên trong quỷ bảo bị kiếm quang phạt ngang hông thành 2 đoạn. Nửa thân trên của hắn ra xa có đến cả trượng, máu tùng khắp khoảng trống. Cùng trong tiếng hú hải hùng đó, Hòa sĩ Kiệt xoay người lại, tay trái nhanh nhẹn bồi thêm 1 chưởng. 3 tên cao thủ của quỷ bảo chưa kịp hồi sức thì đã thối lui, bị chưởng phong cuốn đi hơn 5 bước. Hòa sĩ Kiệt nhanh như ánh chớp, giọt mình theo tặng thêm cho mỗi tên 1 chưởng. Ruột gan tim phổi của mấy tên này tung cả ra ngoài chết tốt. 5 tên cao thủ của quỷ bảo còn lại thoát sống đã bị tiêu diệt. 4 tên còn lại không còn hồn vía nào nữa, lùi về thế thủ. Hòa sĩ Kiệt gầm lên như sấm: "Nếm thử một quyền của ta." Tay trái liền đó quăng ra một ngọn băng quyền trấn sơn hà, quyền phong cuồn cuộn như vũ bão. Y chưa kịp trụ vững thì đã bị quyền phong đấm nát thân mình, bắn ra xa như một khối thịt vụn. Quỷ bảo chủ nhân sợ đến toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt kêu lên: "Băng quyền trấn sơn hà, ngươi là đệ tử của Thất Sát Thần Ba?" Hòa sĩ Kiệt cười lạnh lẽo: "Thiếu già không phải đồ đệ của ai hết, ráng đỡ kiếm đi." Thần kiếm trên tay tức thì phóng ra một luồng hào quang xanh biếc, tỏa thẳng về phía Thượng Quan Hùng. Quỷ bảo bảo chủ thấy thế công của Hòa sĩ Kiệt vừa tàn độc vừa kinh dị, ông ta hét lớn: "Hiền đệ, tránh qua chỗ ta mau." Thượng Quan Hùng lúc ấy rụng rời khiếp hãi, tự biết rằng không phải là đối thủ của Hòa sĩ Kiệt. Nghe tiếng gọi trút được một gánh nặng ngàn cân, hấp tấp giọt mình tới sau lưng của bảo chủ, miệng vẫn còn thở hào hển. Hòa sĩ Kiệt chẳng thèm truy sát, quỳ nghi đứng trước mặt của bảo chủ. Thái độ của chàng khiến cho bảo chủ vô cùng kinh ngạc, nhìn trân trối theo từng cử chỉ, thầm nghĩ: "Bao nhiêu năm không đặt chân vào trung thổ, ai ngờ đã mọc ra lắm cao thủ như vậy." Sắc thái cuồng ngạo lập tức liền biến mất. Hòa sĩ Kiệt tiến tới cách bảo chủ chừng 5 thước. Thấy đôi mắt của lão tinh quang chiếu thẳng vào mình không rúng động, trong lòng chàng nghĩ thầm:
Tên quỷ bảo bảo chủ này trời sinh dị tướng, dị hình, lại luyện được lắm công phu tà môn, được thấy tận mắt đêm nay mới hai lời đồn không ngoa. Bảo chủ quỷ bảo chợt hắn giọng rồi cất tiếng trước. Rành con tuổi trẻ mà thân đầy tuyệt kỹ thật hiếm có đâu. Hoa sĩ Kiệt ngắt lời. Bảo chủ quá khen. Đột nhiên gã quỷ bảo bảo chủ đổi thái độ, ngửa mặt buông tiếng cười như điên như dại. Hoa sĩ Kiệt nhíu mày thầm nghĩ. Tên bảo chủ này không hiểu muốn dở cái trò gì, sao tự dưng lại cười như vậy. Phong Trần Túy Khách kiến văn quảng bác, thấy giọng cười khác thường, quay qua thiếu niên áo xanh hỏi nhỏ. Lão đệ nghĩ sao? Thiếu niên khẽ giọng đáp lại. Nghe tiếng cười cảm thấy như nhấp rượu mạnh, toàn thân phiêu diêu hư cảm. Phong Trần Túy Khách gật đầu. Đúng vậy. Từng nghe lão quỷ bảo này luyên được một thuật cười mê hồn gọi là mê hồn tam khiếu. Là nó đây chăng? Lão liền cao giọng gọi. Hòa sĩ Kiệt, màu thư thái tâm thần, đừng nghe giọng cười mê hồn tâm khiếu của lão quỷ bảo đó. Hoa sĩ Kiệt nghe nói hoang mang kinh ngạc, lúc đó chàng cũng đã cảm thấy choáng váng đầu óc tứ chi bãi quải rồi. Chàng định thần quát lớn. Bảo chủ tự dưng cười như điên như vậy, không sợ mất thể diện hay sao? Nếu người còn tiếp tục tại hạ sẽ ra tay ngay đó. Kiếm trên tay liền đó lé lên một dòng hào quang. Quỷ bảo chẳng chút lay động, tiếng cười trong miệng vẫn không ngớt, càng lúc càng thê lương lãnh lót. Phong Trần Túy Khách vội dùng phép truyền âm nhập mật nói. Tông lực của lão đệ hiện giờ có lẽ đã hao hụt không ít, mau dẹp bỏ tạp niệm, điều tức hành công, đừng nên ra tay. Hòa sĩ Kiệt giận công quả nhiên thấy công lực suy giảm khác thường, chàng kinh hãi vô cùng, lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, gác bỏ tạp niệm, định tâm điều khí định thần. Lúc ấy tiếng cười bỗng chuyển thành rùng rợn âm u quái đản như giọng sói tru, như tiếng chim rút ảm đạm đêm khuya mất bạn. Phong Trần Túy Khách cùng Hoa sĩ Kiệt ngồi lì trên mặt đất, trán lấm tấm mồ hôi, thần sắc dần dần khác lạ. Thiếu niên áo xanh lúc ấy cũng ngồi im trên mặt đất, chiếc cầm nhẹ nhẹ buông tiếng réo rắc dường như chỉ đủ cho y nghe mà thôi. Tuy thế tiếng cười quái đản của bảo chủ quỷ bảo rất lạ, không thể át nổi cầm âm. Chàng thiếu niên vẫn bình tĩnh nhắm mắt, thần sắc ung dung tự tại. Bất thần một ngọn ngân quang lấp lánh xẹt thẳng vào linh đài quyệt của chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên không mở mắt ra, song thính giác vô cùng linh mẫn. Vừa thoáng nghe tiếng gió lạ rít lên, chàng hừ nhẹ một tiếng, tay phải nắm chặt thân, rồi đàn lìa chéo ra sau. Tình bon một tiếng, luồng ngân quang tất ngắm. Quỷ bảo bảo chủ mặt tái xám, hai tay đồng lượt dung lên, hai luồng mưa bạc theo tay tỏa ra nhấp nhoáng. Một hướng về phía Hoa sĩ Kiệt, một thẳng hướng về Phong Trần Túy Khách bài tới. Hai người lúc này đang định tâm dẫn khí chống lại giọng cười ma quái. Biết âm khí phóng tới nơi mà không cách nào né tránh. Giữa lúc cái chết của hai người chỉ như cách nhau một sợi tơ. Đột nhiên, một luồng chướng kình xoáy vòng qua đỉnh đầu của Phong Trần Túy Khách. Đồng thời một dần bóng cầm déo qua trên đầu của Hoa sĩ Kiệt. Hai dần mưa bạc vừa ập đến lập tức tan mất trong hư không. Quỷ bảo bảo chủ dứt giọng cười lên tiếng thản thốt. Băng hồn mãn càng khôn, ngươi là gì của băng hồn tiên cơ? Thiếu niên áo xanh không thèm quay đầu lại, giọng dửng dưng nói. Điều ấy ngươi chưa xứng để hỏi đâu. Bảo chủ, nếu còn dùng ám khí hại người, e là mấy mươi năm thanh danh trên võ lâm của người sẽ bị hủy trong một ngày đó. Quỷ bảo bảo chủ lạnh lùng gằn hỏi. Người nghe tiếng cười của ta mà không chút cảm giác gì sao? Thiếu niên áo xanh nhếch môi cười nhạt. Ta không thể thắng chính, tiếng cầm của ta có thể tránh được trăm tà. Quỷ bảo bảo chủ mặt liền biến sắc, trầm ngâm giây phút rồi thốt lời. Nếu mi là cao đồ của băng hồn tiên cơ, lão phù có chút quen biết. Thiếu niên áo xanh cười sắc lạnh. Người bỏ qua cho ta, nhưng người dám chắc ta sẽ bỏ qua cho người hay sao? Quỷ bảo chủ nhân ngơ ngẩn một hồi, nhưng liền đó cười khan. Người thật không biết điều. Lão phu một thân tuyệt học thiên hạ đều biết. Nhắm sức của mì chịu đựng không nói 10 chiêu. Người với băng hồn tiên cờ cũng có ít nhiều quan hệ. Lão phu cũng không nỡ đã thương mi làm chi. Thiếu niên áo xanh ngạo nghễ cười. Tại hạ với băng hồn tiên cơ thật ra chẳng có liên quan gì. Bảo chủ cứ việc ra tay, không cần phải e ngại. Nhưng nếu bảo chủ cảm thấy tài nghệ kém hơn người ta,
muốn cứu vãn phần nào vinh dự khỏi bị tổn thương, thì hãy ra lệnh cho tên phó giáo chủ sau lưng phải tự khoét một mắt, để lại đây hai người, rồi rời khỏi nơi đây không ai ngăn cản nữa. Thượng quan hồn cả giận thét to: rành con, mày quá là ngông cuồng quá sức mà. Thiếu niên áo xanh trừng mắt nói: ta đã có lời nguyền không lạm sát người trong võ lâm, nên người mới thoát khỏi cái chết. Nếu phải người gặp ta sớm hơn thì đã không còn sống ở trên đời này nữa rồi. Thượng quan hồn thấy Hoa Sĩ Kiệt, Phong Trần, Trí Khách đều vẫn ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giọng cười ma quái của bảo chủ, nhất thời vô phương khôi phục. Do đó đảm khí thêm mạnh, gã từ sau lưng của bảo chủ bước lên quát: lão phù muốn lĩnh giáo dài chiêu tuyệt học của các hạ. Thiếu niên áo xanh chẳng buồn liếc mắt tới, y chỉ cần hừ lên một tiếng, ngón tay khẽ rung động sắp sửa búng vào dây tơ trên cung đàn. Ngay lúc ấy có tiếng người nói to: huynh đệ hãy thông thả, muốn lấy một mắt của tên khốn này cần gì huynh đệ phải động tay, để tại hạ ra tay báo ân cứu mạng vừa rồi. Cùng với tiếng quát, một bóng người thoáng động xẹt thẳng đến trước mặt của tên phó bảo chủ quỷ bảo Thượng quan hùng. Chưa hết giật mình đã cảm thấy trảo phong trùng trùng điệp điệp, một lượt xô tấp vào trước mắt bên trái của gã. Quỷ bảo bảo chủ vội hét lớn: thất cầm trảo, hiền đệ coi chừng. Tay phải của y cấp tốc quật xéo một chưởng nhằm giải nguy cho đồng bọn. Ầm! Sau tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất, quỷ bảo bảo chủ thối lùi ba bước, vẻ mặt hoang mang kinh hãi. Thượng quan hùng rú lên một tiếng thảm thiết, hai tay bụp lấy mắt hữu, máu tươi từ kẻ tay rõ xuống từng giọt. Thiếu niên áo xanh nhìn lại, thấy Hoa Sĩ Kiệt đứng uy nghi giữa trận, trong tay còn tóm lấy một con mắt bê bết máu. Thì ra Hoa Sĩ Kiệt sau một lúc định tâm điều khí tụ thần, công lực đã khôi phục hoàn toàn. Lại gặp lúc quỷ bảo bảo chủ ngưng giọng cười mê hồn tâm khiếu, nên mới xuất kỳ bất ý nhảy ra đột kích Thượng quan hùng. Phong Trần Tuyết Khách cũng đứng trên cười lớn nói: lão quỷ dương còn sao chưa chạy đi, muốn thử động thủ cùng qua lão đệ của ta sao? Bảo chủ quỷ bảo lúc nãy cùng Hoa Sĩ Kiệt đối nhau một chưởng đã thầm kinh hãi, lại cảm thấy võ công của gã thiếu niên áo xanh cao diệu khó lường, giờ nếu động thủ giao tranh nữa chưa chắc đã nắm phần thắng, tốt hơn hết là kiếm cớ chuồn trước. Lão bèn tằng hắn rồi chữa thẹn nói: lão phù còn việc gấp phải làm, nể lão sai mà món nợ máu hôm nay tạm dời lại khi khác đi. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi ngạo mạn nói: tại hạ với quỷ bảo các ngươi xưa nay không thù không oán chi, chẳng qua thấy hành động của các ngươi thật quá đáng nên mới ra tay can thiệp. Đổ máu hôm nay đúng ra không do ta gánh vác, song nếu bảo chủ đã có ý thế vậy thì ngày mồng 9 tháng 9 tại hạ sẽ cùng lão hội kiến tại Lạc Nhạn Phong. Thượng quan hùng cũng nén cơn đau rít giọng hằn học: thù móc mắt này ta sẽ thanh toán với người tại Lạc Nhạn Phong. Hoa Sĩ Kiệt cười dài: quyết thù sâu nặng của tại hạ tất cả cũng sẽ thanh toán hết tại Lạc Nhạn Phong, thế một người có đáng gì đâu. Quỷ bảo bảo chủ là tài cơ mưu xảo trá, thấy cục diện tới đây thì lái thuyền theo gió, liền cắt ngang: được lắm, bảo chủ ta sẽ đợi người tại Lạc Nhạn Phong. Nhìn thấy đoàn người của quỷ bảo đã kéo nhau mất hút trong bóng đêm, Hoa Sĩ Kiệt buông tiếng cười: thật dễ dãi cho bọn chúng quá đi. Phong Trần Tuyết Khách lắc đầu cười nhẹ: tên quỷ dương thối ấy gió công tà mị dị thường, đêm nay nếu như không nhờ vị huynh đệ áo lam này dùng điệu cầm khác để chế giọng cười mê hồn tâm khiếu của lão, chúng ta hẳn đã nguy dưới tay của lão ấy rồi. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu: đúng vậy, tại hạ phải cảm ơn vị huynh đài này nhiều mới được. Dứt lời xoay mình vòng tay xá một lễ. Thiếu niên áo xanh hấp tấp trả lời: à, không dám. Từ lâu nghe danh thất độc thần kiếm huynh, hôm nay được tận mắt một kích uy dũng, thật là bình sinh hữu hạnh. Hoa Sĩ Kiệt lúc ấy cách thiếu niên không tới ba bước, nên nhìn rõ diện mạo của đối phương, lòng không khỏi rung động nghĩ thầm: người này mi thanh mục tú, da trắng như tuyết, dáng vẻ phong lưu anh tuấn, quả là một mỹ nam tử hiếm có ở trên đời, nhưng hơi có vẻ yểu điệu nữ nhi một chút. Đôi mắt chàng vì thế không ngừng nhìn chằm chằm vào thiếu niên nọ. Trước cái nhìn như xuyên thủng cả y phục như thế,
Thiếu niên không khỏi ngượng ngùng, đỏ hồng đôi má, rồi khẽ cười bông đùa nói: "À, huynh đài định tìm gì trên người của tiểu đệ vậy?" Hoa sĩ Kiệt vội liếc sang nơi khác, cười ngượng đáp: "À, không không, không có gì. Chẳng qua là tại hạ thấy huynh đài mặt hoa da phấn, anh tuấn khác phàm. Trong đời của tại hạ lần đầu mới gặp nên không khỏi có chút thất lễ, nhìn mãi sẽ quen thôi." Thiếu niên áo xanh cười phá lên: "Huynh đài quá khen rồi." Hoa sĩ Kiệt quay sang Phong Trần Túy Khách: "Lão tiền bối đã cùng Thiên Nhai cuồng nhân Bạch tiền bối chung đường đến Lạc Nhãn Phong rồi, tại sao lại lưu luyến ở chốn này?" Phong Trần Túy Khách xoa đầu cười ha hả: "Từ khi lão đệ đuổi theo Cổ Quan Tài nọ, lão phu cùng Thiên Nhai cuồng nhân chậm bước thưởng ngoạn phong cảnh dọc đường. Vì lão phu đoán chắc lão đệ thế nào cũng sẽ trở lại đây tìm. Nào ngờ Thiên Nhai cuồng nhân có chuyện cần phải đi trước, lão phu rong ruổi một mình, lại gặp được vị huynh đệ Tư Đồ Không này." Thiếu niên áo xanh được gọi là Tư Đồ Không liền đỡ lời: "Lão tiền bối, Phong Trần Túy Khách đây thật là vui tính, trên đường đi chuyện trò rất là hứng khởi, quên cả mệt mỏi." Phong Trần Túy Khách tu một ngụm rượu rồi cười khà nói: "Ta và Tư Đồ Không đệ đang ở trong khu rừng này, kẻ đàn người ca thật là hào hứng. Không ngờ tên phó bảo chủ quý bảo là Thượng Quan Hùng đi ngang qua đây xin bụng thích cây cổ cầm trên tay của Tư Đồ huynh đệ, định dùng cường lực để chiếm đoạt, thế là đôi bên động thủ với nhau thôi." Hoa sĩ Kiệt chắc lưỡi tiếc rẻ: "Ai, vậy mà vừa rồi không trừng trị hắn thẳng tay." Tư Đồ Không cười nhẹ ôn tồn: "Đừng trách tại hạ nhiều lời, dù rằng võ công huynh đài có siêu quần tới đâu, cũng không nên tạo sát nghiệp quá nhiều như vậy. Tránh..." Chàng thấy những lời sau cùng không ổn cho lắm, nên nói tới đây liền ngừng lại. Hoa sĩ Kiệt gật đầu buồn bã nói: "Lời của huynh đài đáng giá ngàn vàng, tại hạ cũng hiểu, giết người quá nhiều chỉ chuốc thêm cường địch hại thân. Nhưng tại hạ do hoàn cảnh nuôi thành thói quen, ghét kẻ ác như tử thù. Chàng bèn đem mối thù sư môn cùng những chuyện gặp phải khi xuất sơn tóm tắt sơ qua một lượt." Tư Đồ Không nhíu mày xót xa nói: "Ây, té ra huynh đài gặp phải quá nhiều bất hạnh đến như thế, thật khó tránh nuôi thành một thói quen hiếu sát. Song Phật môn có câu: dung được người thì nên dung, tội của ai kẻ đó tự gánh chịu. Ta chỉ nên giết kẻ đáng tội chết mà thôi, ngoài ra nên trừng phạt cho họ sợ là đủ." Hoa sĩ Kiệt liên tiếp gật đầu thầm nghĩ: võ công của huynh đệ này không những cao thâm khác thường mà lòng dạ lại nhân từ rộng rãi, thật là hiếm thay. Nghĩ tới đây chàng dục hỏi: "Tư Đồ huynh hình như rất sùng tín Phật giáo." Tư Đồ Không nhẹ cười nói: "Tiểu đệ lúc nhỏ cũng thích chém giết. Từ lúc vì việc tư mà rời nhà giao du, may mắn gặp một vị cao tăng chỉ điểm, khiến cách nghĩ đã thay đổi. Tiểu đệ ngày nay khác ngày trước rất nhiều lắm. Bây giờ dù gặp ác ma hung bạo cũng tuyệt chẳng khinh suất mà sát hại." Phong Trần Túy Khách dục xen lời: "Vị cao tăng ấy là ai vậy?" Tư Đồ Không đáp: "Người chẳng có cố định một nơi, song tuổi tác đã ngoài trăm, võ công cao thâm khó lường. Người đứng trên mũi đao của tại hạ đàm luận thiên cơ Phật kệ hơn 3 canh giờ. Cuối cùng điểm quá cho tại hạ mọi bề, bảo tại hạ mau mau đến Lạc Nhãn Phong tất có kỳ ngộ." Nói tới đây Tư Đồ Không bỗng ngừng lời, sắc mặt thoáng hiện ra một nét cười bí mật rồi nói tiếp: "Quả nhiên không sai, tại hạ càng thêm tin tưởng đạo hạnh cao thâm của người." Nghe nói Tư Đồ Không cũng đi Lạc Nhãn Phong, Hoa sĩ Kiệt vui sướng vô cùng, vì khi gặp qua chàng thiếu niên anh tuấn này, chàng đã đem lòng cảm mến rồi. Sau đó qua những lời lẽ đàm luận và thấy rõ thiếu niên này lòng dạ rất hiền lương, chàng càng thêm kính phục bèn nói: "Tại hạ cũng tới Lạc Nhãn Phong, vậy thì chúng ta cùng đường rồi." Tư Đồ Không hân hoan cười to: "Nhà Phật hay nói đến chữ duyên, chúng ta cùng đường chẳng phải là có duyên với nhau hay sao? Chẳng hai huynh đài được bao nhiêu niên kỷ rồi?" Hoa sĩ Kiệt nhanh nhẩu nói: "Tiểu đệ 20 tuổi, còn huynh đệ kém hơn huynh 1 tuổi, vậy chúng ta kết nghĩa huynh đệ có được không?" Phong Trần Túy Khách thấy hai người tuổi tác tương đương, lại đàm luận rất là tương đắc, nghĩ thầm: "Hai người kết nghĩa huynh đệ thật là xứng lắm, sau này trên bước đường giang hồ có thể giúp đỡ lẫn nhau càng hay."
Nghĩ thế cho nên liền buông tiếng hưởng ứng ngay. Hai người đều thiếu niên anh tuấn, tâm ý tương đồng, kết nghĩa kim lan rất là phải điều. Sau này giang hồ hành hiệp, có huynh có đệ, đỡ đần lẫn nhau. Tư Đồ Không tiếp lời: nếu kiệt huynh không chê, xin nhận tiểu đệ một lại. Dứt lời liền sắp áo quỳ xuống lại một lại. Hòa sĩ Kiệt cũng vội vàng quỳ xuống đáp lễ. Được Tư Đồ đệ đệ để mắt tới quả là cái phúc của Hòa sĩ Kiệt này. Nhưng ngưu huynh thần giấy quyết thụ, e rằng sau này liên lụy tới đệ. Tư Đồ Không nghiêm sắc mặt rồi nói: kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, chúng ta là huynh đệ, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, đồng hưởng phúc chia quà. Phong Trần Túy Khách nhanh tay bẻ một cành liễu, nhặt thêm vài chiếc lá khô để ở trước mặt của hai người rồi lên tiếng: xin lấy liễu làm hương, lá cây làm vàng nến, cùng nhau lại ba lại kết nghĩa chi giao. Chờ cho hai người giao bái xong xuôi, Phong Trần Túy Khách ngẩng mặt nhìn trời, thấy dần trăng đã chết về hướng tây. Thời gian đã vào độ canh tư trở lại, ông quay đầu về phía hai người và nói: mùng 9 tháng 9 chúng ta thế nào cũng phải có mặt tại Lạc Nhạn Phong. Thời gian đã cận kề, chúng ta khởi hành đi là vừa. Ba người lập tức trổ thuật khinh công, nhờ vào trời đêm vắng vẻ, băng mình dung dút trên quan đạo. Phóng một hơi hơn 3 dặm đường, đến lúc trời tỏ rạng thì ba người đã đến một tòa thị trấn. Lúc ấy trời còn sớm, phố phường không ai mở cửa, chợ búa vắng tanh. Phong Trần Túy Khách trong bầu hết rượu, cơn nghiện hoành hành nên cứ ngấp lia lịa. Lão liền đề nghị với hai người chậm bước để lão tìm hàng rượu đổ đầy bầu. Rồi ba người thu thập thân pháp chậm rãi bước đi dọc theo đường phố. Trên hè phố vắng vẻ, ba người chỉ nghe tiếng bước chân rào rào trên sỏi đá, ngoài ra không có một tiếng động nào khác. Đột nhiên từ phía sau một lớp tường cao, có tiếng người rên rỉ thật là khe khẽ. Giọng rên tuy là rất yếu ớt, nhưng nghe rất rõ ràng. Hoa sĩ Kiệt thính tai chạy bén tới, rồi phát hiện đầu tiên, chàng biết có chuyện lạ, vội dừng bước lắng nghe. Trong tiếng rên không ngớt, xen lẫn tiếng gọi bi thiết: Kiệt huynh ơi! Kiệt huynh! Hoa sĩ Kiệt rúng động thân tình. Chàng đưa tay chỉ vào bức tường cao khẽ bảo với Tư Đồ Không: tiểu đệ và Phong Trần Túy Khách tạm thời chờ huynh ở đây để xem có chuyện gì. Chẳng đợi cho hai người có ý kiến gì, Hoa sĩ Kiệt lập tức lắc mình lên cao đến 3 trượng, với thế xào yến xuyên dân vượt qua bức tường. Thu nhanh thân pháp, chàng đáp nhẹ xuống. Định thần nhìn kỹ, thấy nơi vừa đặt chân là một trang viện rộng lớn. Cảnh tượng bên trong khiến cho chàng giật mình nghi hoặc. Trong lầu cảnh vật thật là hoa lệ, trên một chiếc giường phủ gấm buông trướng rộng, tiếng rên vẫn không ngớt vọng ra, và trong tiếng rên ấy thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gọi nức nở: Kiệt huynh ơi! Xen lẫn vào đó lại có tiếng cười khả ố nữa. Hoa sĩ Kiệt trong lòng lo âu, thầm nghĩ: nhất định nơi đây cường nhân đang giở trò cưỡng hiếp con gái dân lành. Đã vào tới đây rồi, bất luận thế nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Ý nghĩ thoáng qua, chàng đã lộn người phóng mình vào cửa sổ vào bên trong phòng. Tay phải lầm lầm thành thất độc thần kiếm, tay trái kéo màn lên. Vừa nhìn vào trong, chàng đã xuất kêu lên thành tiếng. Bên trong là một thiếu nữ lõa thể đang nằm, tóc tai phủ mặt, thân thể lấm lem máu. Đè lên mình nàng là một gã đàn ông không mảnh vải che thân, mặt trùm kín trong chiếc mặt nạ gớm ghiếc. Gã này đang dùng sức mạnh để giở trò tồi bại. Hòa sĩ Kiệt máu nóng trào lên trên mặt, chàng nạt lớn: quân bất lương không được vô lễ! Gã đàn ông nghe tiếng quát vội bắn mình lao ra khỏi giường, bàn tay ấn nhanh vào mặt tường. Phía sau chiếc giường lập tức có tiếng xè xè vang lên, dường như có tiếng cơ quan chuyển động. Hòa sĩ Kiệt liếc nhanh về phía thiếu nữ, chàng chợt giật bắn mình kêu lên: Nguyên Nguyên! Trời ơi, Nguyên Nguyên! Thân hình lắm máu đang nằm sát bên gấm qua bỗng nhích động khẽ. Tiếp theo, một đầu người rũ rượi trong làn tóc rối hơi ngước mặt nhìn lên. Từ hai mắt ánh lên tia nhìn kinh hãi và mừng rỡ, cuối cùng đôi môi như khẽ nhịp nhàng mấp máy và nói: Kiệt huynh, cuối cùng huynh đã tới rồi, có phải muội đang nằm mơ không? Hòa sĩ Kiệt lo lắng tiếp lời: Nguyên Nguyên, mau mặc xiêm y vào, huynh sẽ đưa muội rời khỏi nơi đây ngay, có chuyện gì để sao hãy nói.
Bất thần từ phía sau văn phòng trống bỗng vang lên ầm ầm mấy tiếng sóng đập vào vách đá. Quyền Quyền mặt biến sắc, hốt hoảng kêu to: "Kiệt huynh, mặt mũi đi, hãy đi đi, cơ quan ở trong nhà đã khai động rồi." Hòa sĩ Kiệt biết ngài có biến, vội phóng tới định ôm choàng Quyên Quyên lên tay. Ngày sau đó chàng cảm thấy sau lưng một luồng kình phong ập tới. Chàng lập tức xoay mình, mũi kiếm về phía sau lưng. Mũi kiếm che kín hậu thân. Lục quang của thanh thất độc thần kiếm vừa nhoáng động thì đã nghe rắc rắc liên tiếp vang lên. Chàng quay phát người lại vừa dặn nhìn thấy bãi thanh trường kiếm từ trên vách lao ra đều bị kiếm của chàng chém gãy làm đôi rơi lả tả trên sàn. Từ bốn bên vách phòng, không hiểu từ ngõ ngách nào xuất hiện đông đặc những tên đại hán dai hùm lưng gấu. Tên nào tên nấy tay cũng cầm khí giới, chỉ về phía Hoa Sĩ Kiệt như chuẩn bị ra tay. Hoa Sĩ Kiệt giận dữ quát lớn: "Các ngươi là ai?" Gã đàn ông lõa thể khi nãy giờ đây đã vớ được một mảnh màn che sơ hạ thể, để lộ ra chiếc ngực trần cùng một cánh tay bị chặt đứt. Chẳng đợi cho Hoa Sĩ Kiệt cất lời, gã cục lao sơ mặt, nghiến răng trèo trẹo rồi nói: "Tình khốn họ Hoa, trả một cánh tay cho ông mày." Hoa Sĩ Kiệt sau khi chiếc mặt nạ tên đó rớt xuống đã nhận ra ngay, hắn chính là Hồng Trần Cuồng Sinh. Lòng giận càng tăng thêm, chàng trỏ mũi kiếm vào y rồi rít lên: "Dâm tặc, đêm nay đừng mong thoát khỏi nơi đây." Hồng Trần Cuồng Sinh ha hả cười to, tay chỉ lên nóc lầu rồi to tiếng nói: "Hoa Sĩ Kiệt, mày thử nhìn lên nóc lầu xem ai kìa." Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên nóc lầu xếp hàng ngang năm người. Chàng nhận ra ngay, một tên trong bọn là Thù Thế Hận, bốn gã còn lại là bọn Hắc Hải Ngũ Cuồng. Ánh mắt của chàng kín đáo liếc nhanh bốn phía. Tất cả dường như đều là cao thủ trong Hắc Hải, ít nhất cũng có 50-60 người. Mỗi khung cửa lớn bé đều có cao thủ chờ sẵn. Qua phút giây sửng sốt đó, chàng lấy lại can đảm buông tiếng cười hùng tráng. "Cả lũ các người sẽ là quan hồn với thành thất độc thần kiếm của ta. Kẻ nào tới trước, kẻ đó chết trước." Hồng Trần Cùng Sinh nhếch môi cười âm thầm: "Rành con, chết đến nơi mà còn lớn lối. Đêm nay ta sẽ kết liễu mạng của ngươi để tẩy rửa mối quyết hận này." Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 18 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 19 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.